Đây, chào các bạn. Hôm nay trong video này mình sẽ nói về cách trồng rau mầm từ khâu chọn giống đến thu hoạch và cũng như là số giá trị dinh dưỡng của rau mầm này. Đây đây là mấy cây rau mầm mình trồng đây. Rau mầm thì nó có rất nhiều loại lắm các bạn. Tùy các bạn thích ăn rau nào bạn trồng thôi. Đây là mình trồng rau cải hăng nè các bạn. Còn trên thị trường thì có rau mầm hướng dương, rau muống, cải tím, cải ngọt. Một số loại giá đỗ đậu rồi đấy các bạn. Thì mình thường trồng cải hăng và trồng giá đỗ xanh. Tuy rau mầm tốt cho sức khỏe và ít ảnh hưởng tới các tác dụng phụ đối với sức khỏe chúng ta, nhưng có một số loại rau mầm là mình không nên ăn. Ví dụ như rau mầm sắn hay là rau mầm khoai lang và một số loại đậu khác thì thường không dùng làm trồng rau mầm đâu các bạn. Ăn nó sẽ có độc tố, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe chúng ta. Và cách trồng thì các bạn làm vàng hoặc là bỏ trồng dưới đất cũng được, nhưng mà dưới đất thì các bạn phải đảm bảo vệ sinh. Như mình trồng mình làm cái vàng cách đặt sàn ở dưới đây. Trồng thì giá thể trồng thì các bạn có thể dùng sơ dừa, theo mình thấy thì dùng sơ dừa là tiện nhất và nó sạch sẽ nhất, đảm bảo an toàn cho chúng ta. Thì sơ dừa các bạn khi mà mua sơ dừa về thì các bạn nên ngâm đây. Sơ dừa thì các bạn nên ngâm ủ bạn với vôi bột đó các bạn, để cho nó ra hết cái chất chát với lại tinh dầu trong cái còn trong cái sơ dừa đấy. Thì các bạn nên mua vôi bột về trộn với cái sơ dừa này, đổ nước vào trộn thì khoảng tầm 2 ngày các bạn lấy ra và đảo đảo lên chắc hết nước, chắc hết nước ra bắt đầu sử dụng làm giá thể. Thì trước khi trồng thì các bạn xử lý hạt nó nha các bạn. Hạt của nó thì các bạn có thể ngâm trước khoảng 8 tiếng, 6 đến 8 tiếng để cho nó dỡ nảy mầm và cái vỏ nó dỡ bông ra đấy. Thì cái lớp giá thể thì các bạn có thể làm lớp cao khoảng tầm 5 đến 6 cm là được. Và các bạn giọng chặt lại. Và khi các bạn bỏ hạt vào, bắt đầu rải hạt vào thì các bạn đậy kín như thế này đây. Đậy kín và giữ chặt lại. Sau khoảng tầm 2 ngày thì 1 đến 2 ngày thì các bạn có thể lấy ra. Thì khi lấy ra các bạn nên đỡ đậy trên cao như thế này đây, hoặc là đỡ nó ngồi luôn cũng được. Như mình thường trồng lấy 2 ngày, mình đậy thêm ở trên này khoảng 2 ngày nữa. Thì tầm 4 ngày mình sẽ dỡ cái này ra để cho nó tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Thì lúc đó cải nó sẽ xanh hơn. Thì thu hoạch thì bạn trồng khoảng tầm 7 ngày để bạn thể thu hoạch được rau mầm. Thì rau mầm có giá trị dinh dưỡng rất tốt. Theo các nhà nghiên cứu thì rau mầm có giá trị dinh dưỡng cao gấp 5 lần so với các loại rau bình thường. Và nó có nhiều hoạt chất tốt đối với sức khỏe của chúng ta. Giúp tăng sức đề kháng và ngăn ngừa một số tế bào ung thư. Và rau mầm thì rất dễ ăn các bạn. Có thể nấu canh, làm lẩu hoặc là làm gỏi, ăn sống đều được. Đối với người già và trẻ em thì nên hạn chế ăn sống rau mầm đi. Tốt nhất là các bạn nên nấu canh hoặc là nấu lẩu rồi để ăn. Và cái hạt rau mầm thì các bạn hiện tại trên thị trường có rất nhiều loại các bạn ạ. Bạn nên chọn mua những hãng uy tín, những chỗ uy tín đấy. Thì tỷ lệ mầm nó sẽ sống rất cao. Thường tầm 1 kg hạt rau mầm thì nó ra khoảng, nếu nếu mà trồng đạt thì ra khoảng tầm từ 7 đến 10 kg cái rau thành phẩm. Trồng thì các bạn cứ rải dày đều lên cái mặt giá thể sơ dừa đây. Đây mình rải hầu như là kín hết cái mặt sơ dừa đây.